thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020 thực hiện chủ đề năm học 2019-2020 tự hào sinh viên thành phố Bác. Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2019. Đây là hoạt động nhằm nâng cao giải pháp thực hiện mảng công tác xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh. Với những dấu ấn được khắc họa thành công từ 4 lần tổ chức trước, hội thi năm nay đã thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 41 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố, trở thành một cuộc tranh tài hấp dẫn giữa tri thức, tự tin và bản lĩnh của các thủ lĩnh sinh viên, góp phần tô đậm bản sắc của các thế hệ sinh viên thành phố Bác trong giai đoạn hiện nay. Để trở thành những thủ lĩnh sinh viên xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết, các thí sinh phải lần lượt so tài qua 3 vòng thi. Đầu tiên là vòng loại với phần thi trắc nghiệm kiến thức tổng quát, lịch sử, truyền thống phong trào học sinh, sinh viên, quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, nghiệp vụ công tác hội. Điểm mới năm nay là ngoài phần thi kiểm tra kiến thức, ban tổ chức hội thi còn tổ chức phần thi kiểm tra thể lực của các thí sinh tham gia tại 5 trạm thể lực. Ngoài ra, một trong những điểm đặc sắc ở vòng thi này là hoạt động xếp logo chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2020 của hơn 700 thí sinh tham dự. Kết thúc vòng thi đầu tiên, 100 thí sinh xuất sắc nhất đã bước tiếp vào vòng bán kết 1 với hai nội dung thi. Một là chuẩn bị và trình bày hồ sơ sáng tạo nhằm giới thiệu về bản thân và hai là thể hiện góc nhìn sinh viên thông qua trình bày quan điểm về một tình huống liên quan đến các vấn đề trong đời sống và học tập hiện nay của sinh viên. Bằng sự nỗ lực của bản thân và tinh thần sáng tạo, 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết 2. Ở vòng thi này, các thí sinh được chia thành 4 đội tham gia thực hiện các thử thách do ban tổ chức đưa ra xoay quanh 4 chủ đề: phát huy năm tốt, người bạn sinh viên, vươn ra thế giới và thế hệ tiếp bước. Điểm mới của hội thi năm nay nằm ở việc các đội sẽ thực hiện một số thử thách cụ thể về chủ đề đã bốc thăm. Thông qua đó, các bạn sẽ được thực hành làm việc nhóm, tổ chức khảo sát, phân tích kết quả và đề ra giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề của một tập thể sinh viên. Các nhóm còn phải thực hiện sản phẩm truyền thông, thu hút đông đảo sinh viên theo dõi, bình luận. Kết thúc vòng thi, có nhóm đã vận động quyên góp cho hoàn cảnh khó khăn chỉ trong 7 ngày với số tiền lên đến hơn 20 triệu đồng. Các sản phẩm truyền thông của các nhóm thực hiện đã thu hút trên 100.000 lượt tiếp cận, hơn 25.000 lượt tương tác của các bạn hội viên, sinh viên thành phố. Qua vòng thi này, các thí sinh đã được trang bị bản lĩnh, kỹ năng thông qua sự định hướng, tư vấn của các huấn luyện viên của từng nhóm để từ đó hoàn thiện, phát huy những thế mạnh của bản thân, đồng thời được tham gia các trải nghiệm thực tế, đúc kết kinh nghiệm của bản thân qua quá trình tổ chức hoạt động và thực hiện thử thách. Vòng bán kết của hội thi thủ lĩnh sinh viên năm 2019, tôi thấy có khá nhiều cái cách tiếp cận mới, qua đó giúp cho cái hội thi thủ lĩnh sinh viên được lan tỏa trong đông đảo các bạn hội viên sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh. Cái cách thức tổ chức với việc chúng ta yêu cầu các đội thi phải khảo sát, đánh giá cái nhu cầu nguyện vọng của một chi hội liên chi hội, nó giúp chúng các đội thi có cái bước tiếp cận và triển khai hiệu quả hơn so với mọi năm. Cái thứ hai nữa là về mặt truyền thông thì năm nay các đội thi, mỗi đội thi đều có một cái sản phẩm truyền thông riêng và tôi thấy cái các sản phẩm truyền thông này tạo được một cái dấu ấn lan tỏa rất lớn, hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng các bạn hội viên sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng mình đã trải qua rất nhiều buổi họp với nhau. Hiểu ý nhau có, xung đột có, cãi nhau cũng có. Nhưng mà sau tất cả thì chúng ta cùng tự chung lại để hoàn thành một chuỗi chương trình rất là ý nghĩa. Đối với Ngọc Trâm thì cũng rất là ý nghĩa. Đó là chương trình mang tên là Ngày Hội Sen Đá. Trâm có mời tất cả mọi người mua và mọi người khá là e ngại về điều này, bởi vì mọi người sẽ nghĩ là chất lượng của sen đá như thế nào khi các bạn sinh viên đứng ra bán. Nhưng mà khi chúng tôi chia sẻ cái câu chuyện của bạn Nguyễn Lê Phương Thủy với mục đích là gây quỹ thì các bạn sinh viên rất là vui lòng và mua và ủng hộ rất nhiều. Với các thí sinh, mọi thử thách của từng vòng thi là một bài học hăng say cho sự sáng tạo của tuổi trẻ. Đó là cơ hội để vun đắp cho những dự án, chiến lược hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng quản lý, làm việc nhóm và thắt chặt sự gắn kết giữa các cơ sở hội, hội viên, sinh viên trong công tác hội và phong trào sinh viên thành phố. Qua quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức của đội ngũ cán bộ hội cơ sở, ban tổ chức hội thi đã đúc kết thêm nhiều chất liệu trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh thông qua các chuyên đề tập huấn nhằm trang bị kỹ năng cần thiết, từ đó giúp các bạn thủ lĩnh tự tin hơn khi tham gia tranh tài qua các vòng thi, để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hội cơ sở cũng như phát hiện những nhân tố tích cực
để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Trong quá trình tham gia hội thi thủ lĩnh sinh viên thì em cảm giác như là em hiểu biết thêm được rất là nhiều kiến thức và tìm hiểu thêm được rất nhiều về truyền thống học sinh sinh viên của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngoài ra thì em nghĩ là em có tư duy sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động và linh động hơn trong cách giải quyết các mâu thuẫn, các khó khăn mà xảy ra trong quá trình tham gia hoạt động. Trải nghiệm trong hội thi thì em đã học tập được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức một hội thi thủ lĩnh sinh viên dành cho sinh viên là như thế nào, để có thể khi mà em về đơn vị mình thì em sẽ học tập cái cách tổ chức như vậy và em sẽ có những cái thay đổi phù hợp để tổ chức một hội thi để tìm được một người thủ lĩnh ở đơn vị em. Cái thứ hai là em đã có thể có được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho công việc của em sau này. Bản thân em là một sinh viên năm nhất, không có quá nhiều kinh nghiệm, cũng như là em cũng không biết là thế nào sẽ trở thành một người thủ lĩnh sinh viên thật là tốt. Đơn giản lúc đó em chỉ nghĩ là thủ lĩnh thì phải cố gắng hết mình, phải luôn luôn nhiệt huyết. Nhưng mà trải qua hết 3 vòng của hội thi, đặc biệt là từ vòng kiến thức đến vòng về trí tuệ, thử thách về thể lực và cuối cùng đó chính là làm việc nhóm, thì em nhận ra rằng là thủ lĩnh sinh viên phải là một người có khả năng, kiến thức mình phải học giỏi trước cái đã, rồi từ đó thì mình mới có thể sử dụng kiến thức của mình để khiến cho hoạt động và làm chủ được cái hoạt động đó. Không chỉ là nhiệt huyết mà còn phải biết sử dụng thời gian và sử dụng thời gian như thế nào để hợp lý cho một tập thể, đó chính là khả năng quản lý và sắp xếp công việc một cách hiệu quả nhất. Và từ đó thì phải luôn luôn đổi mới mình để có thể tạo ra những hoạt động không bao giờ nhàm chán, và chính điều đó sẽ trở thành sự khác biệt của hội sinh viên và các tổ chức khác, cũng như là sẽ thu hút được các bạn tham gia hoạt động hội sinh viên nhiều hơn. Vượt qua thử thách của những vòng thi mà ban tổ chức hội thi đặt ra, các thí sinh năm nay đã thật sự bản lĩnh, tự tin, đúc kết kinh nghiệm sống, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và các cơ sở hội, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố. Hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2019 một lần nữa đã khẳng định vai trò là một sân chơi sáng tạo, năng động, bổ ích dành cho cán bộ, hội viên, sinh viên thành phố. Trải qua các vòng thi, chúng ta đã tìm ra được 5 gương mặt tiêu biểu nhất, chính thức bước vào vòng chung kết của hội thi. Ai sẽ là thủ lĩnh sinh viên mùa thứ 5?